kêu bò khủng nha. Nè anh em ơi, bữa nay đi bắt hai bò khủng của ông siêu phụ gột nha. Ông này làm siêu phụ không khó lắm anh em. Siêu phụ là không có gột. Anh em ơi, đó là không, hai bò này kêu bằng hai con siêu phẩm rồi anh em. Cũng đồng gan luôn, y gan hai bò ngày hôm qua vậy đó mà nó bự hơn ha. Tốt dữ lắm anh em ơi. À, đó. À, sư phụ nè, sư phụ là ổng có cái gu ổng mặn quần đàn bà anh em ơi. Đó. À, có cái gu ổng ngộ lắm anh em ơi. Đó, cho con cỏ voi trong này ha. Đó. Đây là chủ người ta cho uống nước. Nước nha. Đây cỏ cũng bình thường thôi, không có gì chứ. Để đi vô quay cận cảnh cho coi nè, hình tướng nè. Đó, bắt đầu nè nó mới cho lộ hàng nè ăn. Đấy, lộ hàng rồi đó, thấy ghê không anh em? Hai con bò này nói ngay á, thì nó cũng thước tắc thì cũng bằng hai con bò ngày qua. Nó cũng dư mét gử, mà thôi em kể mét gử thôi, nhưng mà cái độ tốt á với cái độ dày á là bò này là tuyệt chiêu hơn hai con bò qua nữa nghe anh em. Hai con bò này kêu bằng là tuyệt chiêu luôn nghe anh em. Đấy, ghê không? Mấy anh em nhìn thấy ghê không? Nhìn như con khủng long. Hết hồn, dần đùi dần lưng cổ cằn anh em. Anh em mày bò mà anh em bò này về mấy anh quý vị mà đưa thuốc vô đồ hang thì thứ gì chịu nổi nữa nè. Bò này cũng bản xương luôn cũng còn chứa nổi quý vị. Đó, quý vị coi nè. Ớn không? Đó, thấy không? Thấy ghê hồn hang bò. Hang bò này với hang bò ngày hôm qua là cáp lại là bốn con, mấy quý vị nuôi 4 tháng nữa cho tôi. Đưa thuốc cho một cái đó ha, thứ gì mà chịu nổi. Đây nè, đây nè, đó. Đâu, uống bảy miếng thức ăn. Nó ngay là hai con bò này thì nó dày cơm hơn mà nó độ tốt mà nó cũng tốt hơn hai con bò hôm qua. Bò hôm qua nó cũng tốt nữa mà nó có hơi mỏng hơn á quý vị. Đó, thì thước tắc thì nó cũng bốn con cũng na ná ăn chạng à. Chín mượn nhau ha. Mấy anh em mà có mua số lượng 4 con đó là hàng tuyệt phẩm đó thì nên cân nhắc hang bò ngày hôm qua nè. Hang bò ngày hôm qua mình quay lên 74 triệu đó, nên cân nhắc hang bò này nữa nha, là 4 con chung chuyến xe về nuôi luôn nha. Đấy, hàng này là hàng VIP nè. Con bò giữa đó lên xe mà gãy xe mày luôn, lo xe mà. Này là độc chiêu nghe, độc cô cò bại luôn nghe nè. Đó, ghê hồn hang bò không? Như người mẫu, như hoa hậu anh em ơi. Bò nè, đây nhá, hàng cho anh em coi dàn xương nè. Nó xương như khủng long vậy. Đây nè, dâu nè, đó. Ghê không? Bò này như con voi anh em ơi. Hết hồn. Bò này dữ lắm anh em. Em có tập em mấy con bò mà ngộ ngộ mấy con bò VIP á, em gặp em đi không nổi, giá nào cũng mua cho anh em nuôi chứ. Rồi anh em coi đi, chút xíu cũng báo giá luôn. Hai con bò này với hai con bò ngày hôm qua là trúng lắm nghe nè, hư dữ nghe. Đó, giá một Covid luôn nha. Dàn đùi nè, đấy ghê không, lưng. Rồi mấy anh em có coi thấy bò có đẹp có VIP đó thì cho em xin một đăng ký nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.